Mình muốn chia sẻ lại những cách bắn 45 của mình. Thì hôm bữa giờ thì cũng có anh em bình luận trên clip của mình đăng lên, thì có anh em bình luận hỏi là mình bắn góc nào, điểm nhắm ở đâu, điểm đặt ra, với lại bắn sao cho đường đạn nó ngay, với đường đạn bắn không lệch trái lệch phải. Thì mình cũng bắn góc 45 như bao anh em khác. Thì mình bắn góc 45 thì mình bắn không nghiêng đầu, không nghiêng đầu đây, mình kéo thẳng ra luôn, không nghiêng đầu nha. Điểm đặt ra vẫn là dưới gò má như bao anh em khác thôi. Thì một cái nữa, bắn nếu mà bắn mình bắn á, mình cái này là mình chia sẻ thôi, mình bắn là mình điểm, mình ngắm là ngắm đỉnh chạc. Nếu mà anh em nào bắn đạn có lực trái lực phải á, thì mình nên dời cái điểm ngắm của mình xuống từ đỉnh chạc xuống dưới khoảng 2-3 ly, rồi mình bắn thử coi viên đạn nó đi ok không. Nếu mà viên đạn đi ok thì mình sẽ tập bắn như vậy cho mình quen luôn đó, rồi mình nhắm mình bắn thoải mái, nó sẽ không lệch 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 trái lệch phải nữa nha. Với một cái nữa, mình cầm ná, cái ná mình này đưa lên đưa xuống nè. Anh em đi săn, anh em tập bắn á, thì cố gắng tập sao cầm cái ná cho nó ngay, cái cổ tay như vậy, chứ đừng đưa lên đưa xuống nha. Đưa lên đưa xuống thì đạn nó không ăn ngay, đúng rồi. Thì có anh em hỏi mình ở bắn góc bên đầu thì nhắm cho nào, thì mình vẫn nhắm đường chạc thôi, tại vì mình bắn không nghiêng đầu mà. Mình bắn rồi ngắm đường chạc, với lại một cái mình săn đi săn rất là nhiều mình rồi, với lại một cái mình quen rồi, cái tâm lý mình đi săn ở ngoài đi nhiều rồi nó quen. Còn anh em tập bắn ở nhà, với mục tiêu là mình bắn bia thì nó bắn ở nhà thì mục tiêu bắn bia thì rất là dễ rồi, thì mình không có tâm lý. Nhưng mà anh em đã bước ra ngoài đi săn rồi á, đừng có so cái mục tiêu di động với cái bia ở nhà nó khác nha. Mục tiêu di động ở nhà, mục tiêu di động đi săn á, thì nó có thể nó nhảy lên nhảy xuống này, hoặc là mình đi săn cứ gặp gió, gió sẽ đưa lên đưa qua đưa lại. Còn ở nhà thì mình để mục tiêu ở đó là nó chết thành chỗ rồi, mình bắn sao cũng được, mình có thể chỉnh được. Còn cái này mình chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, một viên quyết định thôi nha. Thì với lại như vậy đó, mình đi ra ngoài đi săn á, anh em tập bắn á, thì ở nhà mình tập bắn ít thôi, thì đi ra ngoài mình bắn nhiều vô, đi ngoài bắn nhiều mình có cái tâm lý mình bị, nó không 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 bị rung á, tâm lý không bị rung á, là mình bắn mục tiêu nó dễ trúng hơn. Nếu mà mình tập luyện ở nhà nhiều á, bắn bia mỗi viên mỗi trúng nó cũng vậy thôi, nếu mà đi ra ngoài mà gặp những mục tiêu di động nó cũng tâm lý, nó cũng bắn hụt như thường mà. Thì cái đó một cái mình chia sẻ thôi. Thì đi săn nên đi săn nhiều, đi săn nhiều để mình đi ra ngoài bắn mình trải nghiệm, mình có tâm lý vững vàng hơn. Như cái tay mình không có rung, lúc mình kéo cái ná ra mình chuẩn bị bắn, cái tay mình nó vững hơn, nó không 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 có rung, mình dễ nhắm mục tiêu hơn. Thì cái góc bắn mình cũng xin nói lại nha, góc bắn 45, cái điểm nhắm là điểm nhắm, điểm nhắm đỉnh chạc là điểm nhắm của mình đây đó, mình bắn không nghiêng đầu 45 nha, điểm đặt dài vẫn là gò má. Thì đây mình xin nói lại luôn, thì anh em bắn là trái là phải thì cứ trừ hao từ đỉnh chặt xuống, từ dưới từ trên xuống dưới một hoặc 2 ly đó, rồi mình bắn thử. Như nếu mà cảm thấy mà viên đạn nó đi ok rồi, mình có thể lấy cái điện đó mình bắn luôn, chứ đừng giờ lên để xuống nữa. Nếu mà cảm thấy không ok thì mình giờ xuống một xíu nữa nha. Thì mục tiêu xa thì mình trừ hao nó càng càng xuống nha, mục tiêu hay xa thì mình trừ hao nó, giống như mình đang bắn mình chặt đây, mình ngắm đến chặt, mục tiêu xa là mình giữ xuống trừ hao xuống 3 ly 2 ly gì đó, tùy theo tầm 30-40 mét nha. Thì nếu mà nó còn xa nữa thì mình ngắm giữa đỉnh chạc luôn, mình chia ra giữa đỉnh chạc mình nhắm mình bắn à, cỡ tầm 50 mét mình nhắm giữa đỉnh chạc nha. Ok, thì đây là giải phút mình chia sẻ cho những anh em bữa giờ hỏi mình á, thì cũng cảm ơn cả nhà với anh em rất là nhiều trong thời gian qua cũng đã ủng hộ cái kênh của mình nha. Thì bữa giờ cũng bão quá, mình không có đi săn, không ra clip được cho anh em rồi, cái nhà xem.
Hẹn gặp cả nhà và anh em vào những clip sắp tới nha. Okay. Thì cả nhà đừng cho quên đăng ký kênh và cho một like, một chia sẻ nha. Ok, thì giờ xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào video sau nha. Ok, chào cả nhà, chào anh em nha.